Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 9 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến cái chương trình SSA, Social Security, tiền hưu. Hiện giờ chính phủ cũng như một số bài báo lớn ở Mỹ họ nói rằng là cái chương trình Social Security đang bị ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì hiện giờ cái quỹ Social Security của chính phủ đó là sớm hết tiền. Có thể rằng là trong vòng 12 năm nữa là quỹ Social Security này sẽ run out hết tiền. Cho nên là hiện giờ cái chiến lược của chính phủ là như thế nào? Họ có giảm tiền hưu trong tương lai hay không? Thế hệ 8X, 9X cần làm gì để chúng ta có thể là có được một cái cuộc sống về hưu an nhàn rồi đi đây đi đó, không có phụ thuộc vào con cháu? Thì đây là một trong những cái thông tin mà Ngọc chia sẻ, Ngọc muốn gửi đến cho quý vị cũng như là những cái thế hệ 8X, 9X. Hiện giờ những cô chú nào mà đang lãnh tiền hưu á, là cô chú có thể cho Ngọc biết là với cái đồng hưu từ cái chương trình SSA á, thì cô chú có được cái cuộc sống nó có ổn hay không, nếu như mà đây là cái nguồn income chính của cô chú. Thì hiện giờ trên một cái khảo sát, đài CNBC họ cho biết á, là 57% người dân đang hưởng tiền hưu á, họ nói cái tiền từ Social Security, tiền SSA là cái nguồn income chính của họ. Đó là 57% ha. Còn số người còn lại á, thì họ có những cái nguồn income khác, ví dụ như là tiền pension nè, tiền từ những cái quỹ hưu trí Retirement Savings Account, ví dụ như là 401k, quỹ hưu trí IRA, Roth IRA, HSA, thì mỗi tháng như vậy họ đóng vào, rồi hoặc là cuối năm họ khai thuế, họ bỏ vào một ít về những cái trong những cái quỹ hưu trí này, rồi họ dùng cái số tiền đó họ đầu tư, rồi sau này cứ họ rút rằng ra dần ra họ xài chẳng hạn, thì có một cái cuộc sống hưởng thụ khi về già. Rồi bây giờ một cái câu hỏi được đặt ra là chúng ta có nên phụ thuộc hoàn toàn vào cái Social Security không? Tiền Social Security nó có đủ nuôi mình tuổi già hay không? Thì cái câu trả lời của bản thân Ngọc á, thì Ngọc sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào cái Social Security, và Ngọc coi nó như là một cái khoản tiền bonus. Nếu như cái chương trình này cho nhiều á, thì coi như là mình được một cái khoản bonus nhiều, đúng không quý vị? Còn cho ít thì mình cũng có thể rằng là mình chủ động có những cái nguồn income khác nhau. Ví dụ như là quý vị có thể có tài sản, có của cải, có những cái khoản income gọi là passive income, cái nguồn income nó thụ động. Tới cái tuổi già rồi á, mình không có làm gì hết, không cần làm gì hết, tự nhiên cái tiền nó cứ vào túi của mình mỗi tháng đều đều. Thì quý vị phải có cái kế hoạch ngay từ bây giờ để đạt được một cái tự do tài chính, financial freedom, để khi mà mình về hưu á, hoặc là mình về hưu sớm, hoặc là mình về hưu đúng tuổi mà tiền nó vẫn đều 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 hàng tháng, mình có tiền xài, mình đi du lịch, mình hưởng thụ cái tuổi già của mình. Thì quý vị thấy rằng là chúng ta có những cái khoản đầu tư, và mọi người đều nói rằng đầu tư, và hãy đầu tư khi mà tuổi còn càng sớm càng tốt. Nếu như quý vị không có nhiều tiền thì hãy đầu tư vào kiến thức. Khi mà quý vị đủ kiến thức, đủ cái tự tin rồi, quý vị bỏ tiền vào, quý vị đầu tư từ từ ít ít rồi nuôi dần dần nó lớn dần, nó sẽ có một cái portfolio rất là hoành tráng để mà mình nghỉ hưu, hoặc là mình tự do tài chính sớm, hoặc là mình nghỉ hưu trước tuổi chẳng hạn, đúng không quý vị? Như vậy, ví dụ như là quý vị đầu tư vào thị trường chứng khoán stocks, quý vị đầu tư vào thị trường cryptocurrency, quý vị đầu tư vào mutual funds ETF, quý vị đầu tư vào bất động sản đó, hoặc là quý vị mua vàng quý vị cất, hoặc là quý vị mua nhà quý vị cho thuê, rồi đến 20 năm sau, 15 năm sau, 30 năm sau, mình được cái căn nhà đó, mình trả off hết những cái căn nhà đó. Còn trong cái thời gian mà mình cực khổ, mình cho thuê nhà đau đầu nhức óc á, là mình lấy cái tiền của những cái người đi thuê nhà, mình bỏ vào, mình nuôi căn nhà đó, rồi 20-30 năm sau, mình được cái xác căn nhà đó, hoàn toàn là của mình, pay off hoàn toàn, đúng không quý vị? Đó là một trong những cái cách mà đầu tư để sau này chúng ta có được một cái nguồn income thụ động. Thì quý vị có đồng ý với Ngọc là thế hệ 8X, 9X và những cái thế hệ trẻ chúng ta cần phải lưu tâm vào cái chuyện là đầu tư để sau này mình được chủ động về tài chính, tự chủ về tài chính, đúng không quý vị? Rồi bây giờ đó,
nhìn lại cái paycheck của mình. Nếu như mà quý vị làm W2 thì quý vị có cái quyền lương, có cái payroll đúng không? Thì quý vị nhìn vào thử mình đóng nhiều thuế không? Nhiều đúng quý vị. Là mình đóng tiền thuế liên bang nè, bị rút nè, rồi bị rút tiền thuế tiểu bang nè, tiểu bang nhiều người bị rút nhiều tiểu bang khác nhau nếu như quý vị công việc của quý vị khác nhau nè. Rồi mình bị rút cái tiền Medicare, rồi cái tiền mà Ngọc để chú trọng hơn trong cái view này đó là cái Social Security Tax, gọi là FICA Tax. Thì cái này á mình đóng 6.2%, rồi chủ họ match cho mình 6.2%. Nếu như là mình self-employed á thì mình đóng trọn luôn, mình phải đóng là 12.4%, rồi mình đóng cái Medicare nữa, thành ra là mình đóng khoảng là self-employment tax khoảng là 15 chấm mấy đó quý vị. Đó, thì bây giờ Ngọc đưa ra một cái ví dụ cụ thể nha. Ví dụ như là một người đi làm 22 tuổi đến 62 tuổi nghỉ hưu. Ok, là trong khoảng 40 năm. Thì bây giờ Ngọc sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể là mình làm 30 năm. Đó, bấp bênh sau đó 30 năm, tính 35 năm thôi, 35 năm. Rồi mỗi năm như vậy trung bình là 50 ngàn quý vị nha. Và mình bây giờ mình tính như vậy á, 35 năm mỗi năm 50 ngàn thì tổng cộng trong cái quãng đời của mình làm được là 1 triệu 750 ngàn. Đúng không quý vị? 1 triệu 750 ngàn mình chia cho 35 năm là 420 tháng, đúng không? 35 quý vị nhân cho 12 thì ra 420 tháng. 420 tháng quý vị lấy cái số 1 triệu 750 ngàn. Quý vị chia cho 2 420 thì nó sẽ ra một cái con số là 4.146 đồng mỗi tháng. Đó. Quý vị thấy cái con số không? Đó là cái mỗi làm suốt 35 năm mỗi tháng quý vị kiếm được tiền như vậy. Và quý vị mỗi tháng như vậy quý vị đóng vào tiền Social Security đúng không? Quý vị đóng 6.2% thì mỗi năm quý vị đóng là 3.100 trên cái số tiền lương là 50.000 trên năm, rồi chủ họ match cho mình 3.100 nữa. Đó, còn nếu như self-employment thì quý vị đóng luôn, trọn gói luôn là 12.4% cái tiền Social Security Tax. Như vậy thì bây giờ người ta sẽ tính ra được dựa vào cái income của mình, dựa vào cái này là người ta tính ra, người ta gọi là cái AIME. Thì cái AIME này nó sẽ tính ra được cái số tiền mà quý vị có thể lãnh được từ cái chương trình SSA. Ví dụ như đây là một cái biểu đồ, ở cái mức cái AIME của mình lúc nãy mình tính ra là 4164 đúng không? 4164 là ở đâu đây? Thì mình giống lên, mình được ngàn mấy, khoảng bao nhiêu đó? À, quý vị ha, mình nói chung là vậy đi ha, khoảng là ngàn ngàn sáu ngàn tám gì đó thì quý vị có thể là nhẩm tính rồi mình tham khảo một chút xíu như vậy thôi. Thì mỗi tháng như vậy mình được ngàn mấy, và maximum thì quý vị càng nhiều income của mình càng nhiều, mình đóng vào càng nhiều thì sau này mình cũng lấy tiền nhiều, nhưng mà ở một cái mức maximum thôi chứ không có lấy mà càng nhiều là càng được nhiều đâu quý vị. Nói chung là nó giới hạn thôi chứ nó không có làm cho mình cái cuộc sống nó sung túc dựa vào cái đồng tiền Social Security được. Thì ở đây á, là người ta cái luật năm nay á, cái luật thuế năm 2020 á, là người ta chỉ tính cái tiền 6.2% trên cái phần tiền là 137.700 thôi. Trên cái mức này thì người ta không có tính phần trăm nữa, người ta chỉ tính phần trăm trên cái số tiền tổng tối đa là vậy thôi. Và năm 2021 thì cái số tiền tối đa của nó là up to 142.800. Đó. Rồi có những cái thay đổi về cái thuế năm nay thì quý vị cũng biết rằng là họ thu vào từ cái việc là dân đóng thuế đúng không? Đóng Social Security Tax. Rồi người ta cũng phải chi trả cho những người ở độ tuổi về hưu. Như vậy thì họ thu thuế những cái người mà đang ở tuổi đi lao động và trả cho những cái người đang ở độ tuổi về hưu. Nhưng mà hiện giờ chính phủ họ thông báo á, là Social Security Cost là bây giờ cái tiền mà họ phải pay out á là nó exceed cái revenue họ thu vào lần đầu tiên trong lịch sử 39 năm. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy nó bị ảnh hưởng do mùa dịch. Tại vì mùa dịch á, là cái nguồn thu vào nó ít. Rồi cái số người mà họ về hưu sớm á, thì cũng nhiều.
Cho nên là hiện giờ nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đó quý vị. Thì khi mà quý vị nghĩ tới cái tiền Social Security thì quý vị cũng biết rằng, hoặc là Ngọc chia sẻ cho quý vị, nếu như quý vị chưa biết thì bên Treasury Department thì họ có thông báo là họ có hai cái khoản Security, Social Security Funds. Thì đây là hai cái trust fund. Họ bỏ tiền vào và họ bắt buộc phải đầu tư, và họ lấy cái tiền lãi đó họ cộng vào rồi họ chi cho cái tiền SSA. Như vậy từ kể từ năm 2021 á, là họ đã sử dụng cái tiền từ hai cái trust fund này để chi trả cho cái tiền SSA rồi. Như vậy thì trong tương lai có thể là đến năm 2034 là người ta tiêu sạch hết luôn. Như vậy thì đây là một cái báo động thú vị. Như vậy thì trong tương lai nếu như mà họ thu không đủ chi thì sao? Cái người lao động mà đóng thuế payroll, social security tax nó không đủ chi, tại vì cái thế hệ baby boomers đó quý vị là họ về hưu là bắt đầu là nhiều, càng nhiều người về hưu. Đó, năm 2019 nè, cái tiền lời từ những cái khoản đầu tư của cái hai trust fund này á, là 80 tỷ thì người ta cũng bỏ vào rồi họ chi ra. Như vậy thì quý vị thấy rằng là đây là một cái lo lắng mà chính phủ họ đang lo và người dân cũng đang lo, khi mà họ ở độ tuổi về hưu thì lãnh một cái số tiền nó giảm thì ai ai đâu mà muốn, đúng không quý vị? Thì cái thế hệ baby boomers, tức là những cô chú nào mà sinh năm 1946 đến năm 1964, thực ra ở độ tuổi này là độ tuổi là ông bà luôn đó, thì sau cái chiến tranh thế giới thứ hai thì các em bé được sinh ra, và năm 1946 á, thì có khoảng 2.4 triệu trẻ em được sinh ra trong cái độ tuổi này, thì đến độ tuổi đó đến giờ là đã nghỉ hưu hết rồi, đúng không quý vị? Rồi từ năm 1946 đến năm 1964 là có trên 70 triệu trẻ em được sinh ra, bây giờ cũng gần đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc là đang nghỉ hưu đâu rồi quý vị thấy không? Đó, đó năm 2020 á thì có khoảng 1.7 triệu người về hưu sớm, cho nên là bây giờ cái quỹ Social Security của chính phủ đang trong cái tình trạng rất là lo lắng. Nào quý vị thấy nè, cái thế hệ baby boomers nè, cái người châu Á của mình nè, đó, người châu Á của mình là sinh sôi cũng rất là nhiều nè. Đó. Cái màu này là cái màu của Mỹ trắng, đúng không quý vị? Rồi cái màu này của Hispanic, và cái màu này là của da màu, và những cái màu khác là giống như là mixed race ha. Đó là cái thế hệ mà chúng ta đang ở cái độ tuổi về hưu hoặc là sắp về hưu nè. Rồi cái thế hệ ở cái độ tuổi là 8x 9x nè quý vị, cũng là một cái thế hệ dân số cao nè. Đó quý vị thấy không? Cho nên là bây giờ họ rất là lo. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra là trong tương lai sẽ như thế nào, tại vì cái chương trình Social Security này á, là được ký thành luật vào năm 1935 và nó bắt đầu họ thu thuế năm 1937 và bắt đầu chi tiền ra là năm 1940. Cái thời đó là dưới cái thời của tổng thống Roosevelt, là ông ký năm 1935, thì chúng ta thấy rằng là cái chương trình này á nó mấy chục năm rồi, 80 mấy năm rồi, đúng không quý vị? Đó thì bây giờ đó chuyện gì sẽ xảy ra, thì nếu như mà họ có money in thì money nó sẽ go out, nếu như mà họ không cái nguồn vào á, nó không có đủ á, thì làm sao mà có dư được, không có dư thì làm sao mà đầu tư được, không có đầu tư thì làm sao có lãi được. Như vậy cái tiền nó cứ bắt đầu nó hẹp dần, thì liệu trong tương lai họ có cắt giảm tiền hưu so với cái mức mà họ đã hứa hay không, rồi có thể là họ sẽ tăng cái payroll tax rate, rồi có thể họ sẽ thay đổi cái cách tính tiền hưu, hay là họ tăng cái tuổi nghỉ hưu lên, bây giờ 62, 65 có thể nghỉ hưu rồi, bây giờ họ sẽ tăng cái tuổi lên khoảng 70 tuổi mới được nghỉ hưu. Đó, 70 tuổi mới được lãnh tiền hưu chẳng hạn. Đó, hoặc là tăng lên 65 tuổi mới bắt đầu là nghỉ hưu non chẳng hạn. Đó thì đây là một trong cái chuyện mà nó có thể xảy ra trong tương lai. Cái chuyện mà thay đổi luật về cái payroll tax á, thì đối với chính quyền của Tổng thống Biden á, thì khi mà ông vận động tranh cử thì ông có nói cái điều này rồi. Đối với những ai mà làm cái income trên 400.000 mỗi năm thì có thể họ sẽ phải đóng thuế nhiều hơn cái payroll tax này để mà góp vào cái quỹ Social Security của chính phủ, tại vì hiện giờ họ chỉ pay
với cái mức income tối đa là 142.800 thôi, cái khoản income trên cái khoản đó thì họ không có phải đóng cái payroll tax nữa. Thì bây giờ không biết là chính phủ họ có đưa cái gói cái này vào cái gói 3.500 tỷ hay không, rồi sau đó nó thành luật hay không, thì cái chuyện đó là chuyện của tương lai thì Ngọc cũng chưa có biết nữa. Như vậy thì thế hệ 8X, 9X quý vị có đồng ý với Ngọc là chúng ta hãy lo đầu tư và chúng ta đừng phụ thuộc vào cái Social Security, vì coi như đó là một khoản bonus và mình hãy chủ động mình đầu tư, mình build up cái tài sản của mình, rồi mình build up cái portfolio của mình và mình hãy đạt được cái tự do tài chính càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, rồi Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Chúc quý vị bình an, sức khỏe và xin chào tạm biệt.